Ki Lê với vi sùa vì giới tính cực đỉnh lấn át cả Ngô Kiến Huy. Mới đây, nam ca sĩ lưới ra sản phẩm nhất Việt Nam, Tráng Bắp Ngô Kiến Huy đã ra mắt một MV mới. Tuy nhiên, trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm, một nhân vật đã xuất hiện với view sùa cực đỉnh khiến lu mờ ngay cả nhân vật chính. Vâng, không cần phải giới thiệu thì ai cũng biết người có vẻ đẹp phi giới tính khiến ai nấy u mê chính là Ghi Lê rồi phải không? Ghi Lê tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2011, cô đăng ký tham gia chương trình truyền hình thực tế Sáng Bừng Sức Sống và là một trong năm thành viên nhóm nhạc thế hệ nữ mới mang tên X5. Theo thời gian, Gil dần cá tính hơn, xuất hiện với hình ảnh và vẻ đẹp phi giới tính. Hiện tại, tuy không có nhiều sản phẩm âm nhạc và dần chuyển hướng sang lĩnh vực dẫn chương trình, nhưng sức hút của Gil Lê vẫn chưa bao giờ giảm. Có lẽ sau đợt này, Thỏ Đen cũng như nhiều nam nghệ sĩ khác còn phải cân nhắc trước khi mời Gil đến tham dự sự kiện rồi. Bởi vì đẹp quá mà, chiếm spotlight vậy, ai chịu nổi. Các bạn nghĩ sao về Gil Lê? Cùng comment xuống bên dưới phần bình luận cũng như tiếp tục ủng hộ Tám TV mỗi ngày để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị bạn nhà.